Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với trường quay của chương trình Tổng đài Nông nghiệp. Và Tổng đài 1900-6145 của chúng tôi vẫn liên tục cập nhật những câu hỏi của chuyên gia được gửi về cho chương trình và được các chuyên gia giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì sau đây chúng tôi xin được tư vấn cho một khán giả gọi điện trực tiếp đến trường quay. Xin chào khán giả, xin mời khán giả đặt câu hỏi cho các chuyên gia có mặt trong chương trình hôm nay. Vâng, tôi hỏi em gốc. Thì nhà em năm xong từ em năm để ủ với men tỏi để cho trộn với thức ăn cho anh ăn. Vâng ạ, một câu hỏi thuộc về lĩnh vực thủy sản đúng không ạ? Khán giả muốn hỏi là ủ em gốc cho ếch đúng không ạ? Vâng, xin mời chuyên gia Bùi Quang Tế tư vấn cho khán giả. Tức là thế này nhá, cái em nó là một nhóm vi khuẩn có lợi. Nên anh ủ thì phải hướng dẫn theo cả nhà sản xuất. Anh ủ. Còn tỏi nó là kháng sinh thực vật, mà anh ủ với lại men cái em đó không cẩn thận là tỏi nó diệt luôn. Nó là kháng sinh mà, kháng sinh thực vật nó diệt luôn cái vi khuẩn. Không ai là không, một là cho ăn tỏi riêng, không có ai là trộn tỏi với cái men vi sinh cả. Vì cũng có người nói đây là men tỏi, nói cho nó oai nhưng mà thực tế nó sai, hoàn toàn sai tuét, chứ tôi nói thẳng ấy. Nên những cái câu đó phải cho nó đúng. Anh ủ men em thì anh ngủ người ta hướng dẫn như thế nào làm, chứ không có cho tỏi đó. Tỏi là kháng sinh thực vật, anh phải hiểu thế thì anh làm, chứ không anh đi cho kháng sinh vào để diệt vi khuẩn của anh thì còn tác dụng gì nữa đấy. Thế giờ em người ta thường ai thế này, người ta ủ là thường người ta trộn mấy lại cám gạo với mật dì đường đấy, để cho vi khuẩn nó phát triển mạnh lên thì nó sinh khối, nó gọi là sinh khối vi khuẩn, thì nó phải đấy là nguyên liệu để sinh khối. Chứ còn đừng có cho tỏi vào đây nhá, đừng có loại ngoài lắm, đây là men tỏi. Mẹ men tỏi các vị nói tào lao, tao nói là bất kể ai nói nó nói tào lao luôn. Tôi nhân những cái chuyện này tôi nói cho để nói, đã dùng tỏi là để dùng kháng sinh thực vật, đã dùng men là vi khuẩn, nên là gì cho bổ sung thêm là gì, có thể so cám gạo, cho mật dì đường và có thể kích thích cho thêm một số cái khoáng vi lượng vào thì nó sẽ lên tốt hơn, chứ đừng có cho tỏi vào đấy nhá. Tôi khuyên đấy, đây hôm nay với tư cách là chuyên gia ngồi tại đài truyền hình tôi nói đấy, không có tôi không bao giờ tôi nói là men tỏi cả, không có chuyện đó. Vâng, thưa chuyên gia, thế nếu như mà quý vị khán giả mà muốn sử dụng tỏi thì chúng ta sẽ có những cái cách nào để ủ tỏi hay là sử dụng như thế nào ạ? Không, tỏi thì tôi chất giờ cứ lấy tỏi tươi giã ra. Còn bây giờ hương vị tỏi nhiều lắm, Trung Quốc nó vượt qua miền biên nó làm gì có tỏi. Rồi là cao tỏi là cũng nhiều lắm, tôi ở biên họa tôi nữ ngoài đấy, các vị cho ăn có đây là cao tỏi, nó làm cho có hương vị cho tí vào, còn toàn là bột sắn cho vào ăn về mà không khỏi, nào là tên nó đặt đủ loại tên. Thì thế này, tỏi tươi giã ra nửa ký tỏi cho tạ cá ăn trong một ngày thì coi là đủ liều của nó, và cho ít nhất là 5-7 ngày, con ăn phòng chỉ 3 ngày thôi, thế thôi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.